Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễn Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Canh Thìn tháng 1 này thì sẽ giúp cho các bạn sinh năm 2000 biết được những khó khăn và thuận lợi của mình. Bởi do vận khí của mỗi người, mỗi tháng có sự khác nhau và hoàn toàn là không có ai giống nhau giữa các năm. Thế nên là các bạn cần phải nắm rõ được vận hung cát của mình để có thể có những bước đi chính xác nhất. Phần luận giải của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 1 này sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện, đó là tiền bạc, học tập, tình duyên và các mối quan hệ trong cuộc sống một cách đầy đủ, chi tiết và chính xác nhất. Sau đây thì sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy không mấy vất vả khi quản lý kinh tế tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý hơn. Thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ Canh Thìn. Mọi mưu sự toan tính đều dễ thực hiện, mọi khó khăn đều có người giúp đỡ nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần phải tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Quá trình tìm việc sau khi tốt nghiệp của người tuổi Canh Thìn trong tháng này có thể không mấy suôn sẻ. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Thậm chí làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên ấn, có nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Thìn nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm nay bạn có thể bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó là tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm việc làm. Không nên lo lắng thái quá mà hành động hấp tấp, hãy bước những bước chậm mà chắc, bởi chặng đường tương lai của bạn vẫn còn rất dài. Xem tử vi tuổi Thìn năm 2022, với những Canh Thìn đang ngồi trên ghế nhà trường, việc học hành tiến triển thuận lợi, gia chủ có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra và bước sang trang mới của cuộc đời. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là nên giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háo đá, chống đối với người có vị trí cao hơn. Thời điểm này bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên, vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, bạn có thể kiếm được những đồng tiền lương đầu tiên nên đây có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ, người thân nên cuộc sống nói chung là ổn định. Người tuổi này nên học cách chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch rõ ràng, tránh dùng tiền phung phí cho những mục đích không thực sự chính đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Tử vi của phong thủy lộc tài cho thấy, người tuổi Canh Thìn chủ yếu có sức khỏe tốt trong năm 2022. Có điều cần giữ tinh thần lạc quan, hăng hái, tích cực khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Gặp khó khăn cũng không nên chán nản, thất vọng, suy nghĩ quá nhiều, gây ảnh hưởng không tốt đến tinh thần. Đặc biệt là nam mệnh còn trẻ tuổi nên dễ nóng nảy, chú ý tránh xô xát với người khác nếu không dễ bị thương ngoài ý muốn. Cần chú ý, mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng nhưng khó tránh bị té ngã tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại, đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nghiệm quá nhiều công việc cùng một lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Người tuổi Canh Thìn còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống luyện tập nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các gia chủ tuổi Canh Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Mối quan hệ xã giao của người sinh năm 2000 mở rộng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Không chỉ có các mối quan hệ bạn bè mà còn cả có quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới. Cần phải chú ý cách cư xử để gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ Canh Thìn có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti và thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui thêm bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ rằng mình sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà không hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc thì không nên. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Thìn. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Phong Thủy Gia Cát quý vị nhé. Đó sẽ là cách thức nhanh nhất và dễ nhất để chúng ta có thể cập nhật những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.